có cái cầu dài đó là anh chạy qua bên đó, anh chạy lên trên 1 km nữa, cái có cái nghĩa trang liệt sĩ, cái anh chạy xuống cái đường đó, anh rẽ phải xuống cái đường đó. Dạ, có gì anh không biết là anh hỏi họ là nghĩa trang liệt sĩ Vinh Hiền. Thank you.
Còn khi cắt á, thì trước cắt mỏng, mỏng tóc quá. À, nó là nó mỏng quá. Mỏng quá. Giờ thấy gì cắt mà cô cắt á. Cô làm ra nè. Cắt mỏng quá mà cắt mỏng mà còn cắt cũng kiểu mà giống cái không liều nữa. Cái tỉ nó nhiều á, thái nhiều tóc thì nhiều. Em đi đâu em đi mua em? Dạ. Đi bà, nhà cô em như rồi. Chị kiếm ông chồng rồi đó. Chị chờ em mình được người ta, chị đến mua tiền phải làm cái chuyện này không? Em biết không? Chị ra mà chị cả nước tay rồi ra mà chút chút chứ. Hai tuần rồi chị nghe. Mua hành đi từ hai tuần rồi. Ok, hồi đó hai tuần nữa mà làm đi làm về cô bé. Rồi cô Hạnh vô làm đó. À về cái cô Hạnh nó nghỉ cái đâu có chủ nhật đi làm chứ không? Em đi làm tuần rồi. Hai ngày cái đi làm chứ không? Ở đó hả? Trời ơi, nhưng mà ngày đó bên Nam ra bên kia ông thấy có gì là chưa có nè. Thế là chắc là nghỉ mới lại sau 2 ngày đi kìa. Cô làm mấy ngày nữa cái nghỉ lại 2 ngày. Ừ, chứ mẹ chưa có, cứ chở đồ tay mẹ chịu không ổn, biết gì làm thì kiểu cái gì cũng chịu không ổn đồ tay, chứ mẹ chịu không tội đấy. Chị bằng ăn khoai lang mà nó tụt nhánh luôn á, nhánh luôn khoai lang mà bẻ mày nát.